Xin kính chào toàn thể quý thầy cô thân mến, chào mừng quý thầy cô đã quay trở lại với kênh YouTube của Thầy Lâm Tiểu Học. Hôm nay em sẽ làm clip hướng dẫn cho chúng ta cách chuyển đổi hình ảnh thành văn bản. Thì ở đây em đã có một hình ảnh mẫu như sau. Đây, đây là hình ảnh về hoa đào ngày Tết. Vậy thì làm cách nào để mình chuyển được hình ảnh này thành một văn bản gộp? Thì bây giờ em sẽ hướng dẫn quý thầy cô như sau. Để thực hiện được chuyển đổi từ hình ảnh sang văn bản thì quý thầy cô hãy truy cập vào cái trang web là driver.com.google. Sau khi chúng ta truy cập vào cái trang web này và đăng nhập bằng tài khoản Gmail của mình thì nó sẽ ra một cái giao diện như thế này đây. Và để chuyển được hình ảnh thì bây giờ chúng ta cùng làm các bước như sau. Quý thầy cô chúng ta cùng nhau quan sát. Đầu tiên chúng ta sẽ bấm vào kích mới này. Sau đó chọn tải tập lên và sau đó lựa chọn cái hình ảnh. Đó, hình chúng ta lưu ở đâu thì chúng ta vào đường dẫn đó. Như ở đây em lưu ở desktop. Rồi, chọn hình ảnh của mình. Chọn open để cho nó load cái hình ảnh của mình lên cái trang driver. Quý thầy cô sẽ đợi trong một giây lát ạ. Ở đây nó đang bắt đầu tải lên thì quý thầy cô chúng ta cần chờ trong giây lát để cho nó tải lên xong đã. Do cái này do tốc độ mạng của bên này nó hơi chậm cho nên là trong giây phút thì có thể chờ hơi lâu. Rồi, sau khi load xong có dấu tích xanh ở góc này, quý thầy cô bấm lại F5. Bấm lại F5 ạ. Bấm F5 nó sẽ thấy một cái file của mình đã được tải lên driver. Đây, đây là file mà đã được tải lên driver. Bây giờ chuyển đổi như nào? Bây giờ bắt đầu này. Quý thầy cô kích chuột phải vào đây và chọn mở bằng Google tài liệu. Kích đúp vô. Quý thầy cô đợi một xíu để cho nó load sang cái trang Google tài liệu. Quý thầy cô đợi một xíu ạ. Do tốc độ mạng nó hơi chậm rồi đây. Sau khi load xong thì ở phía trên này nó sẽ có hình ảnh gốc và ở phía dưới là đã có file văn bản. Quý thầy cô có thể xem lại chỉnh sửa theo phông chữ theo màu mà mình yêu thích đó. Ở trên này là một hình ảnh và ở dưới này là một văn bản. Chúng ta có thể xóa cái hình ảnh này đi bằng cách kích như này và bấm delete, nó sẽ xóa và còn lại cái hình ảnh mà chúng ta đấy. Bây giờ quý thầy cô có thể tải xuống file Word bằng cách chọn tệp này, rồi chọn tải xuống, chọn Microsoft Word, chọn đấy. Đấy, đây là cái file mà nó đã tải về này. Giờ mình kích đúp để mở nó ra. Đây, đây là cái file mà đã tải về đó. Đấy. Như vậy là em đã hướng dẫn quý thầy cô chúng ta cùng nhau thực hiện chuyển đổi hình ảnh chuyển đổi hình ảnh có chứa văn bản sang một văn bản. Hy vọng với chút kiến thức này quý thầy cô chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện tốt điều này. Cảm ơn tất cả quý thầy cô đã lắng nghe và chia sẻ. Nếu quý thầy cô thấy video này hay, hãy để lại cho mình một like, một đăng ký kênh cũng như một chia sẻ. Nó là một cái niềm động lực của mình để ra những video mới nhất để phục vụ đến quý thầy cô. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý thầy cô ở những clip tiếp theo.